Dạ vâng. Thì hôm nay nhà Ma lên cho các bác một cái bộ dàn mini của dòng đồ đông. Ở đây là có mã là MXW33. Này về các bác nghe nhạc phòng khách hoặc phòng ngủ nhá. Đấy. Con này thì em đang ghép ở con loa MA5 này. Đấy, đây là mặt sau này. Đấy, công suất là 48 này, cầu loa đây. Phía sau nó có thêm cổng CDR và tép là đường cái này là đường điện thoại nhá. Đấy, các bác có thể cắm điện thoại ở đây hoặc là phía trước như em đang cắm nhá. Đấy, một trong hai cách cắm thì các bác cắm cổng nào cũng được. Còn đây đường súp này, súp out này, lấy tiếng trầm thì cắm ở đây. Đấy, đây là FM và AM. Loa thì công suất 50W trở khá là 6 ohm. Điện của con máy này là điện 100 các bác nhá. Đấy, về nhớ cắm điện 100V cho em. Đấy. Hàng bãi thì nó cũng không thể tránh khỏi được cái chuyện là nó hơi bụi một tí, là nó hơi sơ nhẹ một tí đây. Chỗ này do quá trình thời gian này. Đấy, nó hơi mong xi một tí thì về các bác có thể dùng keo gắn lại. Loa được trang bị ở đây là bát 13. Đo theo đúng tiêu chuẩn của hãng. Các bác thì đo theo cái kiểu trong gân này thì nói chung thì về phù hợp với áo nào thì bay đo như vậy. Màng carbon, gân cao su. Về chức năng thì nó có kết nối với smartphone này, CD này. Đấy. Hay là các cái bên trên này như là MD1, MD2 này. Đấy, tuy nhiên thì con này em bán cho các bác về để nghe nhạc trên điện thoại mà máy tính là chính. Còn cái CD mà đây này thì hiện tại em có test thì mắt nó hơi kém rồi. Đấy, các bác nào cần thì về thay cái mắt khác để nó chạy nhá. Nếu mà thích đọc CD. Đấy, còn cơ bản thì ở đây thì bán nghe nhạc điện thoại máy tính thì em thật các bác là quá chán rồi. Quá là nhiều sự lựa chọn rồi. Đúng không ạ? Trên đấy còn là gì cái gì cũng có. Các bác nghe nhạc sàn, nhạc trẻ, nhạc bolero, ca trù cải lương, nói chung cái gì cũng có. Miễn là mình có nhu cầu. Đấy. Nghe đến chán này thôi. Riêng điện thoại. Đấy. Bởi vì được quá nhiều thể loại trên điện thoại này, mình nghe nó tiện hơn nhiều. Chứ còn em thật các bác bảo về CD, ví dụ như các bác về mua ba cái đĩa mấy chục về dùng thì nó cũng nhanh hỏng mắt lắm. Đấy, thì mấy bạn vứt đĩa đi đâu đúng không ạ? Được 1 2 lần thì vứt đi. Đấy, thế 10 lần nó mất khoảng ví dụ em tính 60 một cái. Em tính gọi là giá gọi là bèo nhất của bèo là 60 một cái gọi đĩa lởm đấy. Là khoảng mua chục cái là 60.000, à 600.000. Đấy, chục cái các bác mất 600 rồi. Còn mỗi cái nó chỉ còn được mấy bài hát thôi. Đấy. Thế mà các bác mua đĩa xịn tổng 400-500 thì có phải toi đúng không ạ? Một đĩa khoảng hơn chục bài, ví dụ bác nghe hai đĩa thì có vài hôm là hết, đúng không ạ? Đấy, mà hết tần hết tiền thì có mà chết. Chục cái hết cả tiền triệu rồi. Thế nên em thấy là cái phương án là dùng điện thoại máy tính nghe là quá hợp lý. Đấy, để bác nào mà thích sử dụng. Đấy, nghe trên điện thoại máy tính. Thì giá của bộ này là 1.9 triệu các bác nhá. Vâng, giá là 1.9 triệu. Đấy, thì bác làm một chốt thì như theo luôn ngay cho bên Nguyên Vũ Audio qua số điện thoại 0966 594 581 hoặc gọi số 0979 891 682, hay là các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng nhà em lấy hàng được. Đấy. Sau đây em sẽ mời các bác cùng em thưởng thức một đoạn chất âm nhé. Hết tận rồi sao tôi ta tình này rồi cùng đến giữa sáng này này uống đi em một giọt sau ly cho ta về trong nỗi nhớ buồn tên xin đừng cho ta thêm một lời nào còn mãi
và đừng sợ. Gọi ta say, bởi ta say nên thần tượng cũng lưu mờ. Thế vâng, đấy thì các bác vừa rồi đã được thưởng thức qua đoạn chất âm của cái bộ dàn này. Đấy, giá thì em báo rồi nhá, là 1.900.000. Số điện thoại thì em sẽ để tiêu đề. Đấy, thì mọi thông tin chi tiết thì cứ liên hệ trực tiếp cho em nhé. Hoặc các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng nhà em qua địa chỉ số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận 5, Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhé. Em xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo bên em.